theo dự kiến thì cũng sẽ tổ chức theo 5 cái lĩnh vực mà các nhà đầu tư quốc tế quan tâm. Một là lĩnh vực về ứng dụng công nghệ, đặc biệt là những cái công nghệ mới trong nông nghiệp. Thứ hai là ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế. Thứ ba là ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đào tạo. Thứ tư là ứng dụng công nghệ trong du lịch và văn hóa ẩm thực, F&B. Và thứ năm là những công nghệ mới nổi, hay gọi là những cái công nghệ theo cái cách mạng công nghiệp tư và trí tuệ nhân tạo, kết nối IoT, fintech, và công nghệ trong lĩnh vực tài chính, các loại điện tử và một số lĩnh vực khác. Bên cạnh đó thì sẽ có một cái mục cũng liên quan đến việc xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, tức là những tổ chức trung gian, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các cái tổ chức PA, tức là tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các cơ sở gọi là làm việc chung, công ty space, thì cũng sẽ gọi là một cái la liên quan đến việc kết nối xây dựng